Xin chào các bạn, máy công ty thế giới máy móc. Chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn đó là cái phần mềm máy chấm công Vita Pro V2. Thì trong cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái phần là cài đặt và sử dụng cơ bản cái phần mềm Vita Pro V2 này như thế nào. Thì để đầu tiên mà để mình có được cái file cài đặt Vita Pro V2 thì mà các bạn có thể là tải cái link trong cái phần mô tả video này. Thì lúc mình tải về thì mình sẽ được một cái file, đó là file nén Vita Pro V2 này. Thì sau khi bạn giải nén ra sẽ có được cái phần cài đặt. Giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt. Rồi thì ở đây thì nó sẽ hiện ra cái bản cài đặt cho mình. Mình sẽ tiến hành làm chọn nét. Chọn nét luôn. Mà mình vẫn install để tiến hành cái quá trình cài đặt phần mềm. Rồi đây mình sẽ chọn là Finish. Thì đây là cái phần mềm của mình đã được cài đặt ở đây rồi. Thì để tiến hành mà chạy được cái phần mềm này á, thì mình phải chạy nó bằng cái lệnh là run admin. Thì mình sẽ vào là distpc vào odc. Và cái phần mềm của mình là Vita Pro. Vita Pro V2. Mình sẽ xuống mục là Vita Channel. Chọn là run admin. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái tên người dùng và cái mật khẩu. Thì ở đây tên người dùng và cái mật khẩu mặc định ở đây á là admin, và mật khẩu cũng có là admin luôn. Thì ở đây mình sẽ có một cái tùy chọn, đó là mình chọn là cái đường dẫn truy cập và cái phần mềm. Ở đây thì cái mặc định của nó là ODD thì nó sẽ không đúng với đường dẫn truy cập của phần mềm, thì mình sẽ chọn lại. Và mình sẽ vào là ổ đĩa D, ổ đĩa C. Chọn là raw file 86. Chọn là Vita Pro. Vita Pro V2 và mục là data. Rồi mình chọn là Vita Asset. Nó bật lên. Mình sẽ tiến hành là mình kiểm tra cái kết nối. Thì ở đây là kết nối đã thành công. Mình sẽ vào là mục là cập nhật. Rồi thì ở đây tên người dùng và mật khẩu thì các bạn cứ nhập lại mình nhé. Thì đây là cái tên người dùng và mật khẩu mặc định. Mình sẽ tiến hành là mình đăng nhập. Đây là cái giao diện chính của cái phần mềm Vita Pro V2 này. Thì đây sẽ có cái mục là hệ thống, máy chấm công, nhân viên, chấm công, báo biểu và trợ giúp. Thì ở đây thì sau khi mình tiến hành mình vào với được cái phần mềm Vita Pro V2 rồi á, thì mình nên tiến hành là mình đổi cái mật khẩu của mình. Thì đây cái mật khẩu cũ, mật khẩu mặc định ở đây á là admin. Thì mình có thể thay đổi mật khẩu mới theo cái nhu cầu và cái sở thích của mình, có thể một cái mật khẩu dài hơn để đảm bảo được cái độ an toàn. Thì mình tiến hành nhập vào. Ở đây mình đang tiến hành đổi lại theo mật khẩu của mình. Sau đó tiến hành nhập vào đồng ý. Rồi đây báo là thay đổi mật khẩu thành công. Rồi thì sau khi mình đã thay đổi mật khẩu thì mình sẽ tiến hành là mình kết nối tới cái máy chấm công của mình. Mình sẽ vào cái tab là máy chấm công và khai báo máy chấm công. Ở đây mình sẽ tiến hành là mình thêm mới một thiết bị máy chấm công vào. Ở đây thì mình sẽ có các kiểu kết nối là thông qua mạng LAN, TCP/IP, thông qua cổng kết nối là RS232 và cổng USB. Thì tùy theo cái hình thức kết nối nào thì mình sẽ chọn theo cái kiểu kết nối đó. Thì ở đây mình đang kết nối theo hình thức là mạng LAN. Mình sẽ chọn là TCP và IP. Rồi ở đây thì mình phải biết được cái địa chỉ IP của máy chấm công, địa chỉ nào để mình kết nối được tới máy chấm công. Thì cái địa chỉ máy chấm công của mình ở đây á là 192.168.201. Thì sau video này thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn trực tiếp ở trên máy chấm công để mình có thể là xem được cái địa chỉ IP của máy chấm công như thế nào để mình có thể là kết nối chính xác tới. Và sau đó mình sẽ tiến hành là mình kiểm tra kết nối đó là đúng cái địa chỉ IP này chưa.
Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện cái thông số là thông tin thiết bị, là những cái thông tin ở trên máy chấm công mình có thể là mình đã kết nối được rồi. Thì mình sẽ tiến hành là mình kiểm tra cái serial. Ở đây thì nó sẽ hiện ra cái số series của máy chấm công. Các bạn có thể theo dõi. Rồi, mình sẽ tiến hành là mình vào phần là trợ giúp. Thì tùy theo cái Windows mình đang sử dụng là bản Windows nào thì mình có thể là mình lựa chọn phần trợ giúp này để nó có thể tạo một file hệ thống ở trên máy tính mình. Ở đây là máy tính mình đang sử dụng là Windows 64 bit, mình chọn là Windows 64 bit. Rồi thì cái quá trình mà một tạo một cái file hệ thống này nó đã thành công thì mình là ok. Rồi mình sẽ bấm là vào là lưu lưu thì mình sẽ tiến hành là mình đăng ký cho cái máy chấm công này. Rồi trong quá trình trong cái bảng đăng ký máy chấm công thì mình sẽ kiểm tra cái kết nối đối với cái máy chấm công này một lần nữa. Rồi thì khi quá trình kết nối nó thành công á, thì nó sẽ hiện ra cái số serial, nó sẽ trùng với cái số serial mà nãy mình mới kiểm tra ở đây. Mình sẽ trùng với cái số zero này, các bạn có thể theo dõi đây. Mình sẽ tiến hành là mình nhập cái số đăng ký. Thì cái số đăng ký này á thì ở trên cái máy chấm công nó sẽ có. Thì trong cái video sau thì mình sẽ cho các bạn có cái số đăng ký này. Và cái số đăng ký của mình ở đây á là 240 896. Và mình sẽ tiến hành là mình đăng ký. Thì quá trình đăng ký của mình đã thành công đối với cái máy chấm công này. Rồi mình sẽ tắt cái bảng là đăng ký máy chấm công. Xong, đó là mình đã đăng ký thành công cái máy chấm công này rồi. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình mà tải cái dữ liệu nhân viên của công ty mình vào cái phần mềm này để mình sau đó mình có thể là tải lên cái máy chấm công. Thì mà để mà tải được cái dữ liệu nhân viên thì mình sẽ vào một là nhân viên. Mình sẽ chọn là cập nhật nhân viên từ Excel. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện ra cái thư mục là import nhân viên. Thì mình sẽ chọn cái file Excel là có danh sách nhân viên công ty của mình, cái văn phòng của mình có sẵn. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái file Excel như vậy rồi. Mình có thể mở cho các bạn coi. Ở đây thì mình tạo cái file Excel này là tên nhân viên Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Đình Dương, Lê Quốc Trương, cái mã nhân viên. Đây là một cái file mẫu mình đã tạo sẵn. Mã chấm công có nghĩa là cái mã số chấm công của nhân viên đó. Còn tên chấm công là khi nhân viên chấm công bằng vân tay hoặc bằng thẻ thì nó sẽ hiện ra cái tên nhân viên ở trên đó. Đây là cái danh sách nhân viên mình tạo mẫu cho bạn thêm. Rồi mình sẽ lên lại phần mềm, mình sẽ mở cái file đó, mình sẽ chọn đường dẫn cái file đó thì mình đang lưu ở desktop. Mình chọn là thế giới mã vạch. Mình open. Rồi thì cái dữ liệu nó đã hiện ở đây rồi. Dữ liệu mà cái file Excel nó sẽ hiện ở đây cho mình. Thì nó cũng tương tự như là cái mẫu mà mình đã tạo sẵn. Thì mình sẽ tiến hành là mình lưu vào cái cơ sở dữ liệu. Rồi thì mình cái quá trình lưu vào cơ sở dữ liệu đã thành công. Đã lưu thành công là ba nhân viên ở đây. Rồi mình sẽ tiến hành là cái dữ liệu đã tải lên rồi thì mình sẽ tiến hành là mình vào cái mục là quản lý nhân viên. Đó, để mình có thể làm chỉnh sửa thêm một số cái thông tin, ví dụ như là tên nè, phân quyền nhân viên hoặc là quản lý, giới tính nam nữ, ngày sinh hoặc là ngày vào làm việc, có thể là up ảnh của nhân viên đó lên, vân vân. Rồi thì khi mà cái dữ liệu nhân viên công ty mình đã vào được cái phần mềm Meta Pro V2 rồi thì mình sẽ tiến hành tải từ cái phần mềm này lên cái máy chấm công. Thì cái việc tải đây thì mình sẽ quay lại về cái máy chấm công. Mình sẽ bấm là tải lên máy chấm công. Thì ở đây nó thể hiện cái danh sách nhân viên mà mình muốn tải ra, tải lên cái máy chấm công đây. Thì bạn có thể là tải một nhân viên, hai nhân viên hoặc là có thể là tải tất cả. Thì ở đây mình sẽ chọn là tất cả, mình sẽ bấm chuyển xuống thì nó sẽ chuyển cái danh sách này, cái danh sách là nhân viên tải lên máy chấm công. Và mình sẽ tiến hành là mình chọn cái máy chấm công ở đây, mà tiến hành cái quá trình là tải lên máy chấm công. Quá trình này đang được thực hiện nha các bạn.
Rồi thì quá trình này thì đã hoàn thành công nè. Cái số nhân viên của mình ở đây là 3 nhân viên. Đó là mình đã hoàn thành xong cái quá trình tải dữ liệu cái nhân viên của công ty mình lên cái máy chấm công. Xong sau khi mà mình đã tải cái dữ liệu lên rồi thì cuối tháng mình muốn tổng kết lại cái số lượng mà chấm công ra vào, số lượng ngày công của nhân viên thì mình phải tải dữ liệu từ máy chấm công được về. Thì để tải dữ liệu từ máy chấm công ngược về thì mình vẫn vào cái mục là máy chấm công, mà mình vào cái mục khai báo một lần nữa. Và sau khi vào mục khai báo thì mình sẽ kiểm tra cái kết nối của máy chấm công, coi cái kết nối của mình là còn kết nối được với máy chấm công hay không. Nếu trong quá trình kết nối nhưng mà nó không có hiện ra cái thông tin thiết bị ở đây á, thì các bạn có thể là kiểm tra lại cái đường truyền cái mạng của mình, là nó bị lỗng thì sau đó mình chưa cắm chính xác vào thì nó sẽ không có hiện được ở đây, thì mình sẽ kiểm tra lại và mình sẽ tiến hành là mình tải cái dữ liệu về. Mình sẽ vào cái mục dữ liệu, vào cái mục là tải dữ liệu chấm công. Ở mục tải dữ liệu chấm công thì ở đây mình có thể là lựa chọn cái thời gian tải, có thể là tải theo thời gian từ ngày bao nhiêu đó tới ngày bao nhiêu, là từ đầu tháng tới cuối tháng. Nhưng mà cái thời gian ở cái mục lựa chọn này á, nó phải trùng với cái thời gian của cái hệ thống của mình, hệ thống máy tính của mình. Tại vì nếu mà hai cái thời gian này mà nó khác nhau á thì mình sẽ không thực hiện được cái quá trình tải dữ liệu về. Ở đây thì mình sẽ chọn là tất cả do mình mới tải dữ liệu lên. Xong mình sẽ chọn là cái máy chấm công. Tại vì cái một cái phần mềm này mình có thể là quản lý nhiều máy chấm công khác nhau. Mình sẽ chọn cái máy chấm công của mình là MCC0011. Và mình tiến hành mình tải cái dữ liệu đó về. Rồi ở đây thì mình đã tải được một số cái dữ liệu của máy chấm công về rồi. Đây là những cái dữ liệu mà hiện tại trên máy chấm công mình có. Thì từ cái dữ liệu này mình sẽ tiến hành mình xử lý cái xử lý về cái để mình biết được cái số lượng giờ ra vào hay là cái số lượng công của nhân viên như thế nào. Thì mình sẽ tiến hành mình qua một cáo biểu. Thì đây mình hướng dẫn các bạn đó là xử lý những cái bước cơ bản để biết được cái giờ vào, giờ ra của nhân viên, để biết có thể là nhân viên nào đi trễ và nhân viên nào về sớm. Còn về cái mục mà xử lý chuyên sâu hơn theo cái ca của công ty hay là cái xí nghiệp của mình á, thì mình sẽ có một cái video sau thì các bạn hãy theo dõi nhé. Mình sẽ tiến hành là mình vào một báo biểu, mình vào mục là giờ chấm công. Rồi ở đây giờ chấm công, ở đây các bạn có thể theo dõi ở cái tab này thì có thể thấy là có thể hiện cái danh sách nhân viên từ lúc mà mình mới tải vào. Mình có thể là chọn một nhân viên mình muốn xem và chọn hết tất cả, để chọn tất cả mình có thể là mình chọn ở đây. Rồi mình có thể chọn là từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu, có thể là từ ngày 1 tới ngày 26 hoặc là từ ngày 15 tới ngày 26 để mình xem được cái giờ ra vào của nhân viên như thế nào. Rồi ở đây thì là do mình mới tải cái dữ liệu này lên nên là giờ cái ngày ở đây là mình chọn là ngày 26 luôn. Mình tiến hành mình cập nhật. Rồi ở đây thì nó sẽ có hai cái kiểu định dạng mình xem, đó là hàng ngang và hàng dọc. Thì các bạn có thể là thấy ở đây đó, mà mình hàng ngang đó, nó sẽ hiện cái số lần chấm cho một ngày của nhân viên, có thể người ta ra vào người ta chấm rất là nhiều lần. Thì mình khuyên các bạn là nên xem cái dữ liệu theo là hàng dọc, thì nó sẽ hiện cái giờ vào và giờ ra, có nghĩa là cái lần chấm đầu tiên và cái lần chấm cuối cùng của nhân viên đó, để xác định được là nhân viên nó vào trễ hay là ra sớm. Rồi các bạn có thể là xuất ra cái file Excel để mình có thể là mình lưu lại, mình xử lý trong cái quá trình là mình chấm công, cũng như là cái quá trình là mình đối chứng đối với lại cái nhân viên có đúng cái giờ người ta hay không. Ở đây thì cái file Excel đây các bạn có thể lưu lại, thì nó cũng tương tự như cái mẫu mà ở trên cái phần mềm Vitabro V2, nó sẽ hiện cái giờ ra và giờ vào ở đây. Thì ở đây là mình do mình mới tải dữ liệu lên nhưng mà vẫn chưa có ai chấm công nên là mình tải về cái dữ liệu nó sẽ bị trống. Thì đó là những cái hướng dẫn cơ bản về cái sử dụng cái máy chấm công, cái phần mềm máy chấm công Vita Pro V2. Thì sau video này thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn về trực tiếp ở sử dụng ở trên máy chấm công, cũng như là một cái video hướng dẫn xử lý chuyên sâu về cái dữ liệu chấm công này. Các bạn có thể theo dõi sau nhé. Thì công ty thế giới máy vạch
Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này. Thank you.